cũng như nhớ nguồn. Ác quả nó luôn trong tay là một đạo lý tốt đẹp hàng đời của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Bến Tre, quê hương Đồng Khởi, đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ đang theo số kế hoạch quán gia đình xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, do bà Lê Thị Kiều, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Thông Hội làm trưởng đoàn, về đây thành kính dân hương tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định, người phụ nữ anh hùng bất khuất, người con ưu tú của quê hương Bến Tre, vị nữ tướng tài ba của dân tộc Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Kiều làm trưởng đoàn lên dân hương. Tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau này ở
đưa những chức vụ quan trọng như là Thứ trưởng Bộ Thương binh Xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các nhiệm kỳ. Nhưng mà chức vụ cao nhất của bà Bảo lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, hay ngày nay còn gọi là Phó Chủ tịch nước. Và đến ngày 26 tháng 8 năm 1992, sau một cơn quan im lặng, bà đang qua đời vào một họ 72 tuổi. Thi hài bà được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây là ngôi nhà của bà để tri ân lại những công lao to lớn của bà và thể hiện tình cảm của nhân dân. Ngôi đền này đã được khởi công xây dựng năm 2000 và đóng thành năm 2003 trên tổng diện tích là 15.000 m2. Dạ thì mọi công việc bình thường này thì bên ngoài còn có phòng trưng bày để trưng bày những hình ảnh hiện vật về quá trình hoạt động cách mạng của bà. Bây giờ xin mời đoàn của chúng ta đứng dậy để mình lưu niệm tại đây. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển sang phòng trưng bày. Bà Nguyễn Thị Định được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Yeah.